Và đặc biệt cái con này là nó có một con ngõ súp riêng nữa nha mọi người ha. Chúng ta có thể cắt dễ tầng súp riêng nữa. Cái xong thấy ngon thì trong tầm tiền này thì nó quá ok rồi. Thì dành cho những khách hàng có nhu cầu với cái kinh phí mà vừa phải. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình có cái sản phẩm này muốn giới thiệu cho tất cả những khách hàng, những cô chú anh chị mà đang quan tâm về những cái bộ vàng của mình, mà đang muốn có tìm một cái sản phẩm mà để mình nâng cấp á, mà vừa kinh tế nè, vừa đầy đủ tính năng nè. Thì ở đây mình có một món thì mình có mua về để mình test, thì mình thấy ok nên mình làm cái video này để giới thiệu cho tất cả các bạn cùng xem. Thì cái thương hiệu này thì mình chắc chắn là tất cả những các bạn mà theo dõi kênh cũng như là những người mà đam mê âm thanh cũng biết là Yawa Suzon. Thì nay nó ra một cái gọi là bản, đó là bản Yawa Platinum. Thì với cái mã số nó là S1000AF. Thì cái con này nó sẽ không phải là âm ly. Yawa ngày xưa mọi người biết nó sẽ là âm ly. Nhưng mà con này nó sẽ là, nôm na nó sẽ là một con mixer. Mixer ở đây á là mixer cơ, điều khiển cơ, nhưng mà thật ra cái nội tạng bên trong á là nó sử dụng là DSP, nó là digital mọi người ha. Thì ở đây mình cho các bạn coi, thì nó cũng giống như cái con Paramax này thôi. Đó, cũng khá là giống nhau. Đó, nhưng mà Yawa Suzon thì nó có một cái eco rất là hay. Thì ở đây mình sẽ cho các bạn coi. Thì với cái sản phẩm này thì mình sẽ giới thiệu để giúp cho những khách hàng đang lăng tăng cũng như đang tìm vang cơ hay là những vang số như nào mà muốn linh hoạt á, thì đây là một sản phẩm đáng để mọi người cân nhắc trong cái tầm giá tính năng. Đó. Rồi, ở đây mọi bạn có thể quay lại gần đây ha. Đây là cái giao diện mặt tiền của cái vang cơ. Mình gọi là vang cơ đi, mình đang chỉnh cơ ha, mình gọi là vang cơ nha. Là của Yawa, mã là S1000AF. Thì cái con vang cơ này nó có cái gì hay? Thì đối với cái con vang cơ này thì mình đầu tiên á, chính là cái sound của Yawa thì thật ra là rất là xịn sò. Đưa cái đường mặc định nhạc vào, chất lượng âm thanh ra rất là tốt nha mọi người ha. Với cái tầm giá chỉ đâu đó là khoảng 6 triệu đồng. Trên dưới 6 triệu đồng thì mọi người có thể chọn con vang cơ này, có thể rất là phối ghép. Và sản phẩm này nó sẽ rất là phù hợp cho những anh khách hàng. Ví dụ như những khách hàng mà nhà đang có một bộ dàn xem phim, mà muốn tận ít khi hát karaoke mà muốn lâu lâu hát, thì có thể dùng con này để nâng cấp, để hát được trên cái con trên hệ thống dàn xem phim của mình và những cái âm ly xem phim. Và đặc biệt cái con này là nó có một con ngõ súp riêng nữa nha mọi người ha. Chúng ta có thể cắt dễ tầng súp riêng nữa thì khá là hay. Đó. Rồi thứ hai nữa là dành cho những cái anh khách hàng nào thích gọi là chỉnh cơ, không thích sử dụng vang số mà thích mình vọc và thích chỉnh theo cái gu của mình cũng như cách nghe của mình, thì đây cũng là một sản phẩm lựa chọn. Về cái tính năng thì mình mời bạn coi lại gần ha, mình sẽ cho mọi người thấy, mình sẽ phân tích nè. Đây mọi người thấy không, Professional Mixer DSP Digital Echo. Và đây là vang cơ. Thường thường là những cái dòng mà Yawa Suzon ngày xưa á, là nó sẽ không có reverb, nhưng con này nó sẽ có reverb. Và reverb và delay là hai vùng độc lập hoàn toàn nha mọi người. Rất là hay. Bạn có thể quay thẳng trực diện giúp mình. Đấy. Đây, các bạn thấy ở đây mình giới thiệu các bạn ha. Đó, delay, time, repeat, level, tức là gain nè. Cái viết tắt này là gain. Mình sẽ có video hướng dẫn chi tiết cái sản phẩm này sau cho những khách hàng mà đang và mua sử dụng sản phẩm này. Chỉnh từ A đến Z hết. Đó. Và đây là reverb, nó có time, decay và gain. Level nó như nôm na là gain đó. Rồi, thì con sản phẩm này nó sẽ có hai đường micro, đó là đường mic 1 và đường micro 2. Đó, thì đây level nha mọi người. Nhưng mà đặc biệt đối với chỉnh micro, dù chúng ta có hai nguồn vào nhưng trên thực tế về cái EQ thì nó chỉ có 1 2 3 4 5, được 5 cần EQ. Đó, tức là sao, nó được phổ biến rộng hơn so với là cái dòng âm ly ngày xưa cũ của mọi người, là nó chỉ có khoảng tầm là cần bass, cần mid và cần treble, nó chỉ có 3 cần thôi. Nhưng mà này nó sẽ được mở rộng thôi, chúng ta được thêm 2 cần nữa. Và nó có ghi rất là rõ ràng cho mọi người, đây là cái giải tầng nào: 63 Hz, 250 Hz, 1500 Hz và 3200 Hz. Và cái giải tầng dành cho mid á, thường thường là mid nó nằm ở cái khoảng là 8000 Hz quay đầu, thì nó cũng khá là chuẩn. Đó là 7.4. Đó, thì mọi người có thể linh hoạt những cái giải này. Đó. Rồi, cái nữa, chắc chắn là những khách mà lớn tuổi á, mà muốn đơn giản hóa, dễ sử dụng á, chính là cái feedback. Nó tích hợp luôn cả feedback cơ.
đó, chống hú. Tầm giá này thì quá là ngon, và cái range này thì rất là ok trong tầm giá. Rồi cái thứ hai, và nó cũng sẽ có là đường nhạc riêng đó, nó sẽ có 3 cần cũng giống như Amply, và đây là cái đường gain đó. Ngoài ra nó sẽ có, đây là đường chỉnh nhạc riêng nha mọi người nha, lưu ý đây là chỉnh nhạc riêng, và đây là đường master tổng, mọi người lưu ý. Master tổng thì nó sẽ có ngõ ba lăng, low, mid và high, và đây là cần gain đó, thì đây master tổng. Thì để mà chỉnh cho cái phần mà đừng có chống hú và hát hay á, thì cái phần này mình sẽ làm video sau, thì nó sẽ giống như Amply. Thì mọi người nên chỉnh cái phần master này rất là kỹ, thì tí xíu thì cái hệ thống tay vừa khỏe nè, cái đam, cái giọng hát chúng ta vừa nội lực, hát lớn nhưng mà nó sẽ không hú đó. Chứ mình tức là không cần phải sử dụng chống hú, trừ khi mà những cái căn phòng, những cái không gian mà nó hơi xấu, cái môi trường nó hơi xấu quá thì chúng ta mới sử dụng thôi. Chứ ở đây Thiên Vũ sẽ không khuyến khích các bạn sử dụng cái feedback này đó. Rồi mọi người thấy không, đó là với cái tầm giá này mọi người thấy rất là nhỏ, thiết kế 2U đó. Nói chung là 1U rưỡi thôi mọi người ha, 1U rưỡi, thiết kế của nó 1U rưỡi đó. Thì nhìn nó rất là dễ sử dụng. Gain mid hai cái độc lập, gain music, gain master tổng đường out, và gain cho delay riêng, và gain cho reverb riêng đó. Mình sẽ có video hướng dẫn từ A đến Z này sau. Hôm nay là mình sẽ giới thiệu về sản phẩm và những cái tính năng, và nói cho mọi người biết là những khách hàng nào đang cần và những khách hàng nào sẽ phù hợp với những sản phẩm này đó. Khá là thấp đó, hôm nay mình đã làm một cái video mà theo yêu cầu của khách hàng là mở rộng và tìm những sản phẩm mà nhẹ nhàng hơn để cho khách hàng có thể theo dõi cái kênh Thiên Vũ đó. Và cái chất lượng âm thanh của con này thì thật ra với cái tầm tiền này đối với Thiên Vũ rất là hay mọi người ha. Dù sao cái con này nó kết nối analog mà cái mặt định đường out ra rất là hay. Rồi cái nữa mình muốn nói chính là một cái hay nữa mà con này mang lại cho khách hàng là những cái dòng âm ly ngày trước á, chúng ta chỉ có ngõ là line 1 và line 2 thôi đó. Nhưng mà cái dòng này là nó đã biết là nó đi theo cái thị trường để giúp được khách hàng linh hoạt hơn trong vấn đề trong quá trình sử dụng. Thì nó sẽ có như là USB đây, các ngõ. Thứ nhất là về USB, USB này mình có thể cắm USB ở phía trước này và có thể nghe những bản nhạc và bấm play tại đây và nghe những bản nhạc chất lượng cao của mình. Ngõ thứ hai là có luôn cả hỗ trợ kết nối Bluetooth để mọi người có thể linh hoạt, có thể là đem đi du lịch chơi thì có thể kết nối Bluetooth qua con này luôn, được luôn. Ví dụ như dùng con này để dùng những dòng loa ATI cũng rất là hay, rất là ngon nha mọi người ha. Cái thứ hai nữa là đặc trưng đó chính là dành cho những khách mà ở gia đình có ngõ optical, có thể kết nối trực tiếp từ cái TV xuống hoặc là những cái setup box trực tiếp xuống luôn thì chất lượng âm thanh sẽ cao hơn. Và thêm hai ngõ phụ trợ chính là AUX 1 và AUX 2. Đó, hai cái ngõ này thì mọi người thể linh hoạt kết nối những thiết bị ngoại vi khác. Đó, tổng cộng là chúng ta sẽ có 5 đường input và 5 ngõ tín hiệu vào, nhưng mà trên thực tế USB là một cái lĩnh vực khác rồi, nên chúng ta chỉ tính cho nó là chỉ là 4 ngõ input vào thôi. Thì thật ra một cái sản phẩm này với giá thành này thì khá là đầy đủ tính năng cho mọi người sử dụng và rất là linh hoạt. Mọi người thấy không? Mọi người có thể tùy chọn cái mood này nè, mình rất là đơn giản, những người lớn tuổi hay những anh chị ở nhà, đây, những cái tín hiệu nè, mình chọn chế độ nè. Mọi người thấy không? Cái đèn nó nhảy nè, thấy chưa? Đó, mọi người đèn nhảy chưa? Đó. Rất là dễ. Đó, kết nối Bluetooth. Đấy. Cái này sản phẩm này không phải là hãng kêu mình review nha mọi người ha. Cái này là Vũ thấy nó ra rồi Vũ mua về Vũ vọc. Và mình thấy nó hay. Ok. Đó, thì mình đưa về mình review cho mọi người thôi, test xong thấy ngon thì trong tầm tiền này thì nó quá ok rồi. Thì dành cho những khách hàng có nhu cầu với cái kinh phí mà vừa phải thì có thể chọn cái sản phẩm này là một cái sản phẩm tối ưu cho mình, vừa chất lượng mà giá thành vừa mềm. Cái con này cái độ nhạy nó rất là cao, và khi mà những cái mic pro đưa vào á, thật sự mà nói là mọi người có thể test thử. Mình nói là một việc và mọi người được, khách hàng được quyền test và coi đánh giá mình ở đây Thiên Vũ nói có đúng với các bạn hay không. Thì cái độ nhạy ở trên mic pro con này khá là nhạy, và để mình bắt thử cho bạn xem. Rồi mình tắt cái echo đi. Nó có reverb riêng, các bạn thấy nghe không? Bạn nghe cái giọng mình không? Và cái gain á, nó rất là đầy, rất là khỏe. Nó để xa, nhất là độ xì rất là sáng, khá là sáng nha mọi người. Độ xì rất là khá là sáng. Và hiện tại mình chỉ đang kết nối ở đây chỉ là kết nối bằng ngõ 6 ly thôi nha. Chứ mình chưa nói kết một cái nữa, nó có hay nữa. Mà con này nó có những cái vang số nó không có. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn coi. Thì trước khi mình cho các bạn coi ở phía sau, thì mình sẽ giới thiệu mọi người ở phía trước.
Thì đây là cái giọng nói của Vũ qua cái con sản phẩm này. Thì hẹn tất cả những các bạn trong những video sau, Vũ sẽ làm một cái video hướng dẫn. Ngoài ra nó sẽ là một cái video mà có tín hiệu âm thanh được thu trực tiếp để cho khách hàng có thể cảm nhận được cái effect của con này và cái sound con này nó ra như thế nào. Đó, hôm nay mình chỉ nói như vậy thôi. Mọi người có thể đến showroom, ở đây Vũ để con này, Vũ cũng chưa có đăng bán con này nữa. Vũ cũng chưa có đăng bán, cũng chưa có sản phẩm con này. Đó, thật ra con này cũng ra cũng được mấy tháng, hôm như trước Tết. Đó, nhưng mà mình chưa có quay để đây test bữa giờ, mình mới coi cái cảm nhận, mình mới review cho khách hàng coi. Nó cái nào hay mình sẽ giới thiệu. Đó. Rồi, mọi người lưu ý chỗ này là khi mà chúng ta xài những sản phẩm này á, nó tiện cho mọi người cũng như là những khách hàng có thể linh hoạt và tùy chỉnh theo cái gu và cái cách nghe của mình. Nhưng nó cũng sẽ có một cái khuyết điểm vì nó là một dòng digital. Nó khác với là cái âm đi analog khác nha mọi người ha. Thì âm đi là cái nút vặn của mọi người á là nó sẽ đi theo biến trở, nó sẽ dễ. Nhưng mà cái con này á thì nó khá là nhạy. Chỉ cần lệch một tí xíu thôi là cái sự biến đổi của chất âm nó sẽ khác rất là nhiều. Nên khi mà chỉnh á là khuyến khích mọi người nên làm dấu và chính xác vị trí đó, đừng có lệch tí xíu, vì là tí xíu thôi là cái tham số đã thay đổi và khác rồi. Đó, nên khi mà chúng ta mua con này về mà đã set up một lần ok đó, nên lấy cái bút lông á hay là cái gì đó thì in vô vị trí đó. Rồi ai muốn hát cách khác thì in theo vị trí của mình để mình phân loại nó ra. Để tránh bị nhập, tại vì cái này mà chỉ cần bass mà chỉ cần nhích nhẹ tí xíu thôi là cái sự biến động thay đổi rất là nhiều. Đó. Cái này mọi người có thể đến showroom Thiên Vũ 79 Trần Hưng Đạo, mọi người có thể trải nghiệm, rồi mọi người có thể test được và coi như là mình review coi là Vũ nó có đúng hay không. Đó. Mọi người có thử ha. Đó, thì đây là về tính năng của con này. Thì đó, về sản phẩm này thì mình nghĩ là sẽ rất là phù hợp cho những anh chị ai mà muốn nâng cấp ở kinh phí vừa mà dễ xài mà chất lượng âm thanh mà giá vừa mềm mà không cần phải quá kỹ thuật nhiều thì chúng ta sử dụng con này rất là hay. Và dành cho những cái sản phẩm, những phòng 2 full 1 sub, 2 full 1 sub mọi người ha. Không khuyến khích mọi người xài những cái loa mà 4 full nha. 4 full lên thì nó sẽ không có tối ưu được. Nếu mà 4 full thì mọi người sẽ vẫn là xài băng số thì sẽ tối ưu hệ thống hơn. Còn cái sản phẩm này chỉ hỗ trợ cho mọi người được 2 full và 1 sub thôi. Đó, mọi người lưu ý. Ở đây là mình Vũ đang cắt cái echo đi nha. Và đang nói reverb, mà thấy reverb cũng khá là hay đúng không mọi người. Nhưng mà để hay không thì sẽ hẹn mọi người trong video lần sau. Mình sẽ lấy cái like trực tiếp từ cái tín hiệu con này ra. Giờ cho mọi người nghe cái effect của echo nè. Echo của Jawa thì mọi người cũng biết rồi đó. A A A A A 1 1 2 2. Mình có thể trộn chung với lại reverb. Alo 1 1 2 2. Các bạn thấy không? Nó tiếng echo rất là mượt nha. Mình giảm xíu hơi nhiều. Alo 1 1 1 2. Đó, các bạn thấy không? Mình vặn cái tí xíu thôi, chỉ có từ mà 8, 9 giờ cho đến 9 giờ rưỡi thôi, cái echo á nó đã hiển thị khác rồi. Đó, không mọi người, thấy chưa? Đó, nên một xài cái này một kỹ tí xíu, cân chỉnh từng ly từng tí một để mình khai thác hết cái sản phẩm này. Nó còn rất là hay. Nó chứ nhiều mình chia sẻ hơi thẳng thắn tí xíu nha. Thì có một số cái thói quen cũng như là khách hàng cũng có, mà các bạn kinh doanh cũng có nữa, tức là chúng ta xài những sản phẩm này khi mà gọi là nó là digital rồi, chỉ cần một số biến thể nhỏ thôi nó đã thay đổi khác rồi. Có nhiều người mới đang từ 9 giờ cái chỉnh vặn lên 12 giờ cái lên 9 giờ xong đánh giá nó không hợp lý. Mình phải lên từ từ, mình coi nó khác nhau nào, khác ít hay khác nhiều thì mình mới đưa ra được cái đánh giá chính xác được. Đó, chứ không phải là đang từ 0 giờ cái nhảy lên 9 giờ, cái nhảy lên 12 giờ, cái nhảy lên 3 giờ cái xong mình đánh giá sản phẩm echo nó kỳ kỳ thế này nữa. Chúng ta phải mà những cái con này đặc trưng cho mọi người nên chỉnh chi tiết tí xíu, vặn tí thôi để chúng ta cảm nhận được là sự khác biệt nó khác hơn so với những cái dòng analog kia. Đó, ok. Thì hôm nay là Vũ đã giới thiệu sơ về mọi người một sản phẩm và mình nghĩ sản phẩm này sẽ rất là phù hợp cho những khách hàng mà kinh tế vừa phải và muốn nghe hay, dễ dùng, nhiều tính năng kết nối. Thì đây là sản phẩm mà để dành cho nâng cấp nha mọi người ha. Để nâng cấp thì rất là phù hợp cho những khách hàng mà muốn linh hoạt, tùy chỉnh theo cái gu của mình. Rồi mình nói về cái phía sau. Đây là phía sau. Đây các bạn thấy phía sau không? Thứ nhất là con này á, nó hơi đáng tiếc cái chỗ là nguồn 220, không chơi được cái nguồn mà 110. Thì cái này phải độ lại.
Thì rất là đáng tiếc và rất là buồn. Thì thật ra những cái này mà dành cho những anh khách Việt kiều á, chúng ta không có kinh nghiệm chỉnh sửa đồ nhiều, thì cái sản phẩm cũng này cũng là một sản phẩm lợi thế, rất là tiện lợi cho các anh chị ở nước ngoài đó, để có thể xài với cái chất giọng kiểu hát karaoke như Việt Nam mình. Rồi cái đó là vụ nói ha. Ở đây phải hai điện 220 ha. Rồi cái đây là cái ngõ mà optical đó, như mà Vũ mới nói đó, thì cắm trực tiếp từ cái tivi xuống đây là mình có thể nghe được rồi, chất lượng âm thanh tốt. Đây là cái anten dành cho cái ngõ bluetooth đó mọi người đó, anten dành cho bluetooth. Rồi có thể quay cận hơn nữa nè. Rồi đây là hai ngõ aux. Aux thì nó sẽ phân định ra rất hai loại. Đây là ngõ aux thứ hai, các bạn thấy là âm 6 dB, là thì nó cái gain đầu vào nó sẽ nhỏ hơn, và cái đây là aux 1 là nó 0 dB, nên nó sẽ cao hơn. Thì nó sẽ cái này hãng này làm được rất hay chỗ này, họ dành cho những cái đầu phát có tín hiệu quá lớn thì mọi người sẽ chọn aux 2, nó sẽ phù hợp. Còn đối với những tín hiệu mà đầu phát mà nó nhỏ thì chọn aux 1, thì nó sẽ để tăng trưởng cái tín hiệu đầu vào cho nó lớn hơn đó. Còn cái thứ ba nữa, còn lại là ngõ out, nôm na này cái ngõ re out mọi người ha. Đó thì chỉ có vậy thôi. Còn một cái mà ăn tiền của cái con này nữa chính là nó có được cái đây center à, và đây là cái ngõ sub. Mọi người thấy chưa, bạn có thể quay thẳng hàng á, mọi người có thể thấy được đây là cái pad đi bằng ngõ canon, mọi người thấy out ra được sub luôn đó. Và nó có cái gain, đặc biệt là nó có DSP dành riêng cho sub. Đấy, các bạn có thể chọn được cắt giải dành cho sub, vị trí sub đó, mọi người thấy chưa. Đó, rồi còn ở đây là cái center, thì cái này dành cho những khách hàng có thể muốn bổ sung đó, cái center mid làm gì. Đây là cái center này, thật ra thường thường là những này là những đúng chất luôn, là để nâng cấp cho những bộ phim mà muốn tận dụng karaoke luôn. Thì cái center này nó sẽ cho hai, một là để nghe nhạc, hai là chế độ mid. Nó sẽ tất cả cái giải này thì cái micro nó sẽ được ưu tiên vô ngõ này, và ngõ nhạc nó sẽ rất là ít vào đây, nó sẽ ưu tiên cho cái ngõ mid thôi, để đẩy cái không gian phòng mình, cái mic mình nó khỏe hơn đó, và chúng ta có tăng gain riêng độc lập đó. Đây một cái hay, và đây là hai ngõ phong. Và cái điểm mà mình thích nhất nữa cho cái sản phẩm này chính là Canon, hai đường ngõ micro bằng Canon mọi người ha. Đấy, thường thường vang số chúng ta 6 dB rồi đã bị mất 6 dB rồi, nhưng mà đã sử dụng Canon thì cái mic mình, cái độ nhạy cũng như là cái tín hiệu bắt của nó còn khỏe hơn như vậy nữa đó. Thì dành cho những cái đúng là những khách hàng mà hơi chúng ta nghe yếu á, mà có thói quen mà cầm mic xa thì xài cái này thì đúng chuẩn luôn. Mà con này chép thì nó hơi sáng tí xíu đó. Ok rồi, mình sẽ hẹn khách hàng trong những cái video lần sau. Video kế tiếp sẽ hướng dẫn cách chỉnh effect trên con này, echo, reverb như thế nào là hay nhất, khách hàng chuyên nghiệp hát sao và khách hàng mà không chuyên nghiệp sẽ hát sao, và hướng dẫn sử dụng chi tiết từ A đến Z, và chỉnh làm sao cho khi mà những công suất lớn nó không bị hú đi. Các bạn thấy sản phẩm này ok với mức giá là trên dưới 6 triệu đồng, và với thương hiệu Yawa thế này thì thật là rất là mọi người có thể xứng đáng mua cái sản phẩm này về để nâng cấp cái bộ dàn của mình. Nếu mọi người thấy cái video chia sẻ của Vũ ngày hôm nay mà thấy hay á, đừng quên like, subscribe và đón chờ cái video thứ hai của Vũ. Xin chào, hẹn lại mọi người trong video sau. Bye bye. Thank you.